Ngọc, Ngọc đang nhắn tin cho ai vậy? Mày làm gì sau lưng tao vậy? Tao đâu làm gì đâu. Nè, Thịnh bây giờ là của tao rồi đó nha. Mày đừng có dở trò mà hả tán tỉnh nữa. Tao không có. Cái gì mà không có, tao thấy hết rồi. Thịnh nói đi, Thịnh thấy cái gì của nó vậy? Thịnh chưa thấy gì hết á, đâu có thấy gì đâu. Nè, tao nói lần nữa nha, mày đừng có dở trò như vậy nữa. Nếu không á, coi chừng tao đó. Viết bài cho tôi đi. Ngốc. Thịnh, tại sao Thịnh không nói với Ngọc đó là Thịnh đã thấy cái gì? Làm Ngọc hiểu lầm Xuân là đang tán tỉnh Thịnh đó. Thịnh đã nói là Thịnh không biết, cũng không thấy gì hết. Thịnh không thấy là Ngọc đang nhắn tin với rất nhiều người hả? Ngọc đang lừa dối Thịnh đó. Xuân bị sao vậy? Thịnh đã nói là Thịnh không thấy gì hết mà. Thiệt tình Thịnh luôn á. Người ta nói đúng mà, trời không có cho ai tất cả hết. Công nhận là Thịnh thông minh, Thịnh học giỏi thiệt đó. Mà Thịnh bị mù. Thịnh mù quáng trong tình yêu. Thịnh không thấy là Ngọc đang lừa dối Thịnh hả? Thịnh không biết là Xuân có ý đồ gì. Nhưng mà Thịnh đã nói Thịnh không thấy. Xuân đừng có làm phiền Thịnh nữa được không? Thịnh đứng lại đó. Sao cái thứ không ưa mà suốt ngày gặp hoài vậy ta? Thứ không ưa hả? Vậy mà mấy tuần trước á, có người nói với tôi là bạn thân. Thân rồi dữ lắm, thương nhau lắm, mắc ói à. Ừ, thì tại vì lúc đó mày có giá trị lợi dụng, cho nên là tao lợi dụng mày thôi. Nhờ mày á, làm bài tập cho tao. Còn bây giờ tao đã có Thịnh rồi, tao không cần mày nữa. Mày quá đáng mà. Mày càng nói chứng tỏ là mày đang ganh tị với tao chứ gì. Tại sao tao phải ganh tị với mày? Tại vì mày thích Thịnh. Mày thích Thịnh cho nên là mày mới ganh tị với tao, đúng không? Tao không có thích Thịnh. Tại vì tao không muốn mày lừa dối Thịnh nữa thôi. Tại sao mày có Thịnh là người yêu rồi mà mày còn dây dưa với nhiều người đàn ông khác? Tại vì tao đẹp hơn mày, tao nổi tiếng hơn mày, cho nên là tao mới được nhiều người thích. Mày... Nè, nhưng mà tao khuyên mày thiệt lòng nha. Mày đừng có cố gắng mày tranh giành gì với tao nữa hết á. Làm gì mệt thêm á. Thịnh chỉ thích có một mình tao thôi, chứ không có thích loại con gái bốn mắt xấu xí như mày đâu. Mày đứng lại đó. Xuân. Hả? Sao Thịnh? Giúp Thịnh chuyện này được không? Cái phương trình này Thịnh giải hoài không ra. Ủa? Nhưng mà bài này ngày mai thầy mới kiểm mà. Thì tối nay Thịnh phải đi chơi với Ngọc, cho nên là Thịnh tranh thủ làm bài tập á. Phải làm thêm bài tập cho Ngọc nữa. Xuân giúp Thịnh nha. Được rồi. Nè, cái này á là phương trình tìm tham số M. Ừ. Cho nên á là mình phải tìm tham số X và Y trước. Xong rồi thấy X nó đứng lại lo một mình không? Thịnh giữ lại X. Rồi tham số M và Y á chuyển hết qua với bên phải. Rồi cứ vậy áp dụng công thức là ra thôi. Ủa chỉ đơn giản vậy thôi hả? Ừ. Vậy mà tìm cách hoài không ra. Xuân đúng là thông minh mà. Không phải là do Xuân thông minh, cũng không phải là Thịnh không tìm ra cách, mà tại vì Thịnh đang bị phân tâm nhiều thứ quá cho nên Thịnh mới vậy á. Ý Xuân là sao? Ngọc không phải là người tốt đâu. Ngọc đang lừa dối Thịnh đó. Cho mặt phẳng B1 có phương trình tổng quát là A1. Ê! Làm bài tập giùm nha. Bữa nay bận đi ba rồi. Mấy bài này là thầy cho mỗi người khác nhau mà. Dễ lắm, để tao chỉ mày nha. Làm gì nè? Mày sao vậy Xuân? Tao đang cho mày cơ hội để mày ôn lại bài tập đó. Với lại á, mày cũng phải thấy là mày may mắn lắm khi mà mày chơi với tao chứ. Thiệt là tao muốn chơi với mày. Nhưng mà hai đứa cùng phát triển, cùng học tốt, chứ không phải là mọi thứ tao làm hết cho mày.
Mày là bạn tao mà mày còn không hiểu tao nữa hả? Thôi, hôm nay tao bận đi hẹn hò rồi, mày làm bài giùm tao bữa nay đi. Mày hẹn hò với anh Thịnh hả? Không, bữa nay tao hẹn với người khác. Sao lại hẹn với người khác? Mày có người yêu là anh Thịnh rồi mà. Thì đúng là anh Thịnh là bạn trai của tao, nhưng mà ở trong trường thôi. Rồi đi ra ngoài thì tao cũng phải có quyền tao quen người khác chứ. Mày không có được làm như vậy. Trời ơi, cái con mọt sách như mày không có biết gì hết trơn á. Cái đó người ta gọi là quan hệ xã giao đó, biết không? Nhưng mà Thịnh thương mày thiệt, mày không có được làm như vậy. Thôi kệ tao đi, tao quen Thịnh á là tại vì Thịnh học giỏi, giúp tao trong việc học tập. Mà thôi đi, mày đừng có xen vô chuyện của tao nữa, mệt quá à. Tao đi á. Chuyện là như vậy đó. Thịnh biết chứ, nhưng mà Ngọc quan trọng với Thịnh, Thịnh không muốn làm cho Ngọc buồn. Thịnh mà cứ vậy hoài, người khổ sẽ là Thịnh đó. Biết làm sao, Ngọc là tất cả của Thịnh mà, Thịnh không muốn mất Ngọc đâu. Thôi được rồi, Thịnh muốn làm gì thì làm, nốt có gì khó thì nói Xuân, Xuân giúp cho. Cảm ơn Xuân nha. Hai người làm cái gì vậy? Đâu có gì đâu, Thịnh đang làm bài tập nè. Nếu mà tao với Thịnh có gì thì sao? Mày chê tao mà, mày nói Thịnh không thèm tao mà, chỉ mắc gì mày phải lo. Chuyện này là sao Thịnh? Sao Ngọc nói với Thịnh rồi mà, là đừng có dính líu gì tới nó. Thịnh đâu có dính líu gì với Xuân đâu, Thịnh đang làm bài tập thôi. Làm bài tập của Ngọc xong chưa? Gần xong rồi, đang làm. Vậy thì được, làm tiếp cái bài này cho Ngọc nha. Mạnh mẽ lên. Sao Thịnh chưa thấy gì bất thường hết vậy Xuân? Thịnh chờ một chút xíu đi, Xuân chắc chắn là Ngọc có hẹn với người đàn ông khác mà. Tới rồi kìa. Từ từ, Thịnh dính làm gì vậy? Thịnh phải ra nó nói chuyện, phải băng mặt một lời mới được. Nếu mà Thịnh làm vậy rồi Ngọc biết là Thịnh với Xuân theo dõi Ngọc thì sao? Phải rõ ràng thôi. Thịnh! Ngọc! Em làm gì vậy? Ủa? Sao anh ở đây? Xuân! Sao mày lại ở đây? Có phải là mày dắt anh Thịnh tới đây để phá đám tao đúng không? Tao... Tôi nhờ Xuân dẫn tôi đi tìm cô đó. Tại sao cô đối xử với tôi vậy? Ủa? Cái gì vậy? Ai vậy em? Anh là ai mà anh dám hỏi tôi? Tôi là bạn trai của Ngọc. Tôi là bồ của Ngọc. Anh thôi đi, Ngọc không phải có một mình Thịnh là người yêu đâu, mà Ngọc còn có rất nhiều bạn trai khác nữa. Tôi cho anh coi nè. Thì ra em lăn loạn như vậy hả? Giờ mà em đòi quen tôi hả? Phí thời gian. Mày đang làm cái gì vậy hả Xuân? Mày đừng có đi lừa gạt người khác nữa. Có phải là mày thích anh Thịnh cho nên mày mới làm như vậy đúng không? Tao... Nhưng mà đúng thì sao? Anh Thịnh... Anh... Tôi với Ngọc chia tay đi. Tôi với Ngọc không cùng thế giới đâu. Chia tay thì chia tay, hai người giỏi lắm. Thịnh ổn không? Không. Cảm ơn Xuân nha. Mà nãy Xuân nói gì vậy? Không. Xuân Xuân nói là Xuân thích Thịnh. Thịnh cũng thích Xuân. Ủa?